Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì hôm nay thì Đẹp mỗi ngày sẽ mở hộp cho mọi người một cái sản phẩm về sữa nhé, đang rất được rất là nhiều người quan tâm. Đó chính là sữa dinh dưỡng dành cho người tiểu đường Diasua. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mà được rất là nhiều người quan tâm vì nó mang lại cái công dụng rất là rõ rệt trong cái việc mà bổ sung cái chất dinh dưỡng thiếu hụt cho người bị bệnh tiểu đường, và nó hỗ trợ ổn định cái đường huyết rất là hiệu quả. Thì trong cái video này thì Đẹp mỗi ngày sẽ phân tích kỹ cho các anh chị về cái công dụng của sản phẩm, cũng như là hướng dẫn chúng ta cách dùng cũng như là sử dụng sao cho nó hiệu quả nhất. Và ở cái phần cuối của cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách phân biệt thật giả cái sản phẩm sữa Diasua này mọi người nhé. Đấy thì trên tay mình đây là cái hộp sữa Diasua 850g này mọi người thấy không? Thì Diasua nó còn một cái loại nữa, đó là cái loại 450g, là cái hộp nhỏ. Đấy, hộp nhỏ, cái hộp này người ta gọi là hộp giấy này. Đấy thì trong hộp này ấy, thì nó sẽ có Diasua 850g sẽ chia thành các cái gói nhỏ như thế này mọi người nhé. Sẽ chia thành các cái gói nhỏ như thế này để chúng ta sử dụng. Đấy thì cái hộp một lần chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ pha hai gói này cho mình là được nhá. Thì nó sẽ tiện dụng hơn cho những cái người mà thường xuyên đi lại, hoặc là chúng ta không muốn, kiểu như là không muốn dùng muỗng để múc ấy. Thì cái loại 850g này nó còn một cái hộp nữa, người ta gọi là hộp lon. Hộp lon y như là cái hộp lon sữa bình thường của mình ý. Nhưng mà ở đây thì mình trong cái video này thì mình sẽ review cho mọi người cái hộp giấy trước nhá. Hộp lon thì mình sẽ review sau, nó cũng tương tự thôi, nhưng mà mình thấy cái hộp giấy này thì nó lại tiện dụng hơn ấy mọi người. Bởi vì chúng ta dùng đến đâu thì chúng ta bóc đến đấy chúng ta dùng. Đấy, chúng ta không cần phải cân đo đong đếm nữa. Một cái gói như thế này khối lượng tịnh của nó là 25g mọi người nhá. Còn cái hộp sữa lon ấy thì nó y như cái sữa lon bình thường của mình thôi. Mỗi lần uống chúng ta sẽ uống từ 2 đến 3 muỗng mọi người. Đấy, còn cái này thì mỗi một lần chúng ta pha hai gói. Còn hôm nào mà muốn uống ít hơn thì chúng ta pha một gói, pha đến đâu thì chúng ta uống đến đấy. Hoặc là nhiều khi chúng ta đi công tác, chúng ta đi du lịch ấy, thì chúng ta cầm vài gói theo thì nó rất là tiện dụng, thay vì phải mang theo một cái hộp to như thế, đúng không ạ? Đấy thì đó chính là cái một số cái điểm khác biệt của cái Diasua. Thì đây là một cái sản phẩm mà rất là nổi tiếng, và cái hộp của nó thiết kế rất là sang trọng này, có chữ Diasua này. Sản phẩm dinh dưỡng dùng được cho người bị tiểu đường, đây là mặt bên này. Đó, công dụng này, thay thế bữa ăn phụ hoặc bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày thiếu vi chất dinh dưỡng. Đối tượng sử dụng, bảo quản. Đấy, Diasua đã pha nên sử dụng ngay hoặc đậy nắp bảo quản lạnh và sử dụng trong vòng 24 giờ. Đấy, và để mà pha được một cái hộp mà một cái ly cho 220ml sữa ấy, thì chúng ta sẽ cho 200ml nước nóng từ 45 đến 60 độ C vào ly. Đấy, chúng ta cho 5 muỗng gạt ngang Diasua. Đấy, hoặc hai gói bột. Đấy, 5 muỗng gạt ngang ở trong cái hộp lon ấy thì nó có muỗng, còn cái này ý, thì chúng ta là hộp giấy thì nó sẽ có hai cái gói bột này, mỗi gói 25g thì nó sẽ đủ 50g, và chúng ta pha vào thì sẽ được một cái ly, và chúng ta sử dụng một ngày 2 đến 3 ly đó mọi người nhá. Đấy thì đây là một cái dòng sản phẩm rất là nổi tiếng trên thị trường mọi người nhá, và ở trên cái hộp này cũng ghi rất là rõ cái hàm lượng dinh dưỡng, thì lấy về thì chúng ta có thể xem mọi người nhá. Đấy, và ở đây có ghi rõ thành phần này, ví dụ như là sữa ít béo này, dầu thực vật này. Đấy, rồi sữa non colostrum này, rất là nhiều những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe và được rất là nhiều khách hàng sử dụng cực kỳ hiệu quả. Và đây là một cái món quà rất là ý nghĩa để chúng ta có thể dành tặng cho chính bản thân mình và người thân trong gia đình của mình, những người mà bị mắc tiểu đường, khi mà phải sử dụng cái chế độ ăn uống kiêng khem rất là khắt khe, dẫn đến là cơ thể của chúng ta sẽ bị thiếu hụt chất dinh dưỡng rất là lớn. Đấy, cho nên là nếu mà chúng ta không tìm những cái sản phẩm bổ sung vào ấy, thì chắc chắn là cái năng lượng của cơ thể và cái cơ thể của chúng ta nó sẽ rất là mệt mỏi, khó chịu mọi người ạ. Và cái Diasua này nó được chuyển giao công nghệ độc quyền công thức ALA New Zealand vào sữa non tiểu đường mọi người nhé. Đấy thì đây là cái dòng sữa non chuyên biệt dành cho người tiểu đường. Diasua bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, giải quyết cái tình trạng kiêng khem, thiếu chất, giảm cái tình trạng mệt mỏi của người bệnh. Bổ sung thêm thành phần sữa non New Zealand, tăng cường miễn dịch tự nhiên, kiềm chế sự phát triển của tiểu đường rất hiệu quả mọi người ạ. Đấy, và Diasua hấp thu và phát huy nhanh hơn các loại sữa khác nhờ cái ứng dụng độc quyền công thức ALA đạt tiêu chuẩn chất lượng nghiên cứu lâm sàng, mang lại cái hiệu quả tối ưu nhất, giúp ổn định đường huyết, hạn chế tối đa biến chứng của tiểu đường, giảm cái sự phụ thuộc vào thuốc tây, thực phẩm chức năng, từ đó giảm cái tác dụng phụ của thuốc mọi người nhé, và cân bằng cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho bệnh nhân tiểu đường cực kỳ là hiệu quả luôn. Đấy, và đây là một cái dòng sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và rất là an toàn cho người dùng. Và sau một khoảng thời gian thì rất là nhiều những cái khách hàng ấy có cái phản hồi rất là tích cực, và họ mua một lần cả thùng luôn ấy mọi người, tại vì cái này mình dùng mỗi ngày đều đặn mà, bổ sung dinh dưỡng mà. Đấy, cho nên là sản phẩm này dành cho người tiểu đường này, dùng được cho người tiểu đường này thì
thì như vậy là về cái công dụng là mọi người nắm rồi đúng không? Tức là có hai công dụng chính. Công dụng thứ nhất là nó bổ sung dinh dưỡng thiếu hụt cho người bị tiểu đường. Thứ hai nữa là nó hỗ trợ ổn định đường huyết rất hiệu quả cho bệnh nhân tiểu đường luôn mọi người nhé. Đấy thì cái hộp như thế này ấy thì nó sẽ chia thành các cái gói nhỏ, và khi mà lấy về ấy, thì chúng ta hãy để ý cái tem nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách phân biệt thật giả này. Đấy, ở đây có cái tem của Diasua nhé mọi người. Đây, cái hộp này mở ra rồi thì đương nhiên nó sẽ như thế này đấy. Cái tem có chữ Diasua được dán này. Đấy, mặt đáy của sản phẩm này. Đấy, có mã vạch để chúng ta quét, lát mình sẽ hướng dẫn cho mọi người này. Sản xuất sản phẩm này ý, nó tiếp nhận công nghệ của Mỹ và sản xuất tại công ty cổ phần thực phẩm Nano Food. Mọi người nhé, đã đạt cái tiêu chuẩn của Bộ Y tế đấy, và thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh và công nghệ Diamond Việt Nam mọi người nhé. Đấy thì có mã QR để chúng ta quét luôn này. Thì khi mà lấy hàng về thì ngoài kiểm tra tem thì chúng ta hãy quét mã vạch cho yên tâm nhé. Chúng ta đào cái phần mềm iCheck về đây ạ. Đây mọi người thấy không? Chúng ta nhấp vào, xong chúng ta đưa vào chúng ta quét thôi. Đây, nó sẽ hiện ra là Diasua. Đấy, sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Thì đây là cái sản phẩm mà mua cho người bệnh tiểu đường dùng. Cho nên là chúng ta cực kỳ lưu ý mua những cái nơi mà đáng tin cậy mọi người nhé. Bởi vì trên thị trường nó cũng đã bắt đầu xuất hiện hàng giả rồi. Cho nên là chúng ta thấy đơn vị nào ai tư vấn với chúng ta nhiệt tình mà cảm giác tin cậy thì chúng ta hãy mua. Chứ không mua về tiền mất tật mang. Đừng vì tiết kiệm được 100-200 nghìn mà chúng ta chấp nhận mua những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc, không rõ trôi nổi. Và lưu ý mà khi lấy về thì chúng ta hãy kiểm tra y như là em hướng dẫn mọi người nhé. Còn nếu mà các anh chị và các bạn còn thắc mắc gì, cần tư vấn gì thêm thì đừng ngần ngại kết bạn Zalo theo số 0899 929 233 để em tư vấn thêm cho mọi người. Lưu ý là tại vì đẹp mỗi ngày review rất là nhiều sản phẩm, cho nên là khi mà chúng ta gọi hoặc là chúng ta hỏi sản phẩm thì chúng ta vui lòng nói luôn giúp em là chúng ta cần tư vấn sản phẩm gì để bên em phục vụ mình nhanh nhất nhé. Tránh trường hợp mà chúng ta không biết chúng ta tư vấn gì thì sẽ rất là mất thời gian cho cả hai bên, bởi vì bên em cung cấp những cái video miễn phí này cho khách hàng xem, cho nên có rất là nhiều khách hàng hỏi. Đấy, cho nên là rất là hy vọng các anh chị hợp tác với bên em nhé. Và cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và rất là hy vọng các anh chị sẽ đăng ký kênh nhé, để lúc nào có những cái cập nhật mới nhất về Diasua này thì bên em sẽ gửi thông báo cho các anh chị để các anh chị được xem để nắm vững hơn về thông tin sản phẩm. Rồi, xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn nhé. Xin chào.